Anh Tuấn xin kính chào quý vị khán giả SBTN. Đầu năm mới, anh Tuấn xin gửi đến quý vị khán giả một năm mới sức khỏe dồi dào và an khang thịnh vượng. Hôm nay anh em chúng tôi đang có mặt tại của chùa Bảo Quang, trực thuộc thành phố San Antonio. Và được biết hôm nay của chùa Bảo Quang tổ chức hội chợ mừng xuân Mậu Tuất năm 2018. Bây giờ chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả cùng anh em chúng tôi vào bên trong để gặp gỡ những vị chức sắc cũng như là tham quan cảnh hội chợ mừng xuân. Xin kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy là Đại Đức Thích Như Nghĩa. Thầy từ vùng Nam California về vùng San Antonio. Được quý vị trong ban chấp hành của chùa Bảo Quang cung thỉnh thầy về để lo Phật sự tại chùa vào những ngày sắp đến. Và gần đây thì có cái Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, thì trước thềm năm mới, thầy xin kính thay mặt cho ban chấp hành của chùa Bảo Quang xin kính chúc quý đài một năm mới được nhiều sức khỏe, cùng tất cả quý vị đồng hương, cùng quý vị Phật tử mà chuẩn bị đón chào một năm mới cổ truyền của dân tộc Việt, một năm được nhiều sức khỏe và sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật che chở. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Dạ, xin chào chú. Xin chú cho biết pháp danh cũng như là chức sắc ở trong chùa Bảo Quang ạ. Xin chào quý chú và toàn thể quý vị đồng hương sống ở Santo cũng như trên nước Mỹ. Tôi là Trần Đức Quang, pháp danh Quảng Phong. Ở chùa này cũng đã hai mươi mấy năm rồi. Chỉ làm nhiệm vụ là giúp đỡ cho ban chấp hành, tức là tư vấn trong mọi công việc. Tất cả vào hôm nay, đặc biệt là chúng tôi đang chuẩn bị đón Tết Giao Thừa năm mới, chùa đã tổ chức một hội chợ để cho quý vị Phật tử đến chiêm ngưỡng tượng đài cũng như đi về đến chùa, và để cho các cháu sinh ở tại nước Mỹ họ biết truyền thống ngày Tết của dân tộc Việt Nam là như thế nào. Cảm ơn. Dạ, cũng cảm ơn chú nhiều. Xin chú cho quý vị khán giả SBTN biết quý danh cũng như chức sắc của trong chùa Bảo Quang ạ. Tôi tên là Diệp Phước Ngà, pháp danh là Thiện Hòa, là nguyên là hội trưởng Hội Phật giáo Việt Nam tại San Antonio, Texas. Dạ, thưa chú, là theo được biết là cái chương trình Tết hội chợ mừng xuân Mậu Tuất hôm nay, chùa Bảo Quang chúng ta, xin chú cho biết sơ lược qua cái chương trình Tết hôm nay. Thì hôm nay là để tránh trùng hợp cái chương trình của các chùa khác cũng như cộng đồng người Việt quốc gia tại San Antonio cũng như nhà thờ, thì chùa Bảo Quang tổ chức ngày hội chợ Tết sớm hơn mấy tuần, cũng đầy đủ các món ăn chay, đồ ngọt, đồ mặn, để có dịp Phật tử chùa gom về đây hàn huyên nhau trong những ngày Tết. Và vào ngày 15 tháng 2 thì chùa có tổ chức đêm giao thừa, có đốt pháo, năm nay đặc biệt hơn là có pháo bông, và có thầy về thì thầy sẽ là đại diện lớn nhiều hơn nữa, và phát lộc quýt cũng như hái lộc đầu xuân, mang cái niềm hạnh phúc an khang tới cho mọi gia đình người Phật tử chúng ta tại hải ngoại. Trước thời năm mới thì con cũng xin thay mặt cho tất cả anh em phóng viên của đài SBTN kính chúc thầy cùng ban trị sự của chùa Bảo Quang một năm mới giàu giàu sức khỏe, vạn sự kiết tường. Và xin kính cảm ơn thầy và ban trị sự rất nhiều. Cảm ơn. Xin chào chú. Được biết chú là chủ tịch cộng đồng tại San Antonio. Xin chú cho quý khán giả biết quý danh cũng như về trong cái ngày hội chợ mừng xuân của chùa Bảo Quang hôm nay ạ. Trước hết xin gửi lời chào đến ban giám đốc đài SBTN và tất cả quý khán giả của đài.
Tôi Trần Tự Do, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia tại San Antonio. Hôm nay là hội chợ xuân mừng xuân Mậu Tuất của chùa Bảo Quang. Chúng tôi cộng đồng cũng đến tham dự và giúp đỡ cộng tác với chùa Bảo Quang về một số phương diện. Rất hân hạnh mà được chào đón phái đoàn SBTN. Thưa chú, là được theo như anh em chúng tôi được biết là cũng sắp tới là ngày hội chợ mừng xuân của cộng đồng, và chú cũng nói sơ cho bà con khán giả được biết cái ngày hội chợ mừng xuân của cộng đồng người Việt tại San Antonio ạ. Dạ, cũng theo như chương trình thì ngày 11 tháng 2 vào khoảng 5 giờ chiều tại hội trường Texas A&M Blood Foundation West Avenue, chúng tôi có tổ chức một cái Tết cộng đồng mừng xuân Mậu Tuất của cộng đồng người Việt quốc gia San Antonio. Thì chương trình gồm có các hội đoàn tôn giáo đến trình diễn văn nghệ và múa lân. Sau đó là chương trình văn nghệ giúp vui cho đồng hương. Thì tôi cũng mong là mời ban giám đốc và các cộng sự viên của Đại SBTN đến tham dự, và mời tất cả các quý đồng hương đến để mà vui xuân Mậu Tuất với cộng đồng người Việt chúng tôi. Và các ban tôn giáo cũng đến tham dự. Cũng đầu năm mới, chú cũng có vài lời gì gửi gắm đến khán giả trong cái năm mới này không ạ? Thì trước hết tôi xin chúc Đài SBTN một năm mới được nhiều sức khỏe là phát đài, và trên con đường phục vụ truyền thông cho cộng đồng người Việt tại hải ngoại. Xin cảm ơn Đài và chúc tất cả quý đồng hương, quý tôn giáo được nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Cảm ơn Đài. Con xin thay mặt cho anh em phóng viên của Đài SBTN kính chúc chú dào giàu sức khỏe để cộng tác trong cộng đồng của San Antonio. Xin cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Cảm ơn. Xin kính chào quý vị khán giả. Chúng tôi đang có mặt trong hội trường chùa Bảo Quang. Bây giờ chúng tôi xin mời quý vị khán giả chương trình văn nghệ cũng như là những gian hàng mừng xuân do chùa Bảo Quang tổ chức. Xin kính mời quý vị. Cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý Phật tử hôm nay. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Đài SBTN đã tới tham dự hội chợ Tết của chùa Bảo Quang. Tôi không có gì nói dài dòng, chỉ xin được ra mắt quý vị và chúc quý vị năm mới trong công việc làm ăn thì được phát tài. Dạ, xin cảm ơn. Và để mở đầu cho chương trình Xuân Mậu Tuất 2018 của chùa Bảo Quang. Xuân đã đến rồi, rêu rắc ngàn hồn hoa xuống đời. Vui cho bình minh, muôn loài chim hót vang mọi nơi. Đều trong tiếng cười, cho kiếp người từ thương đông đuối. Ai xuân đã vui vơi. Thank you.
em bên nhau và cuộc xin đã đến bên anh thì chương trình hội chợ mừng xuân Mậu Tuất năm 2018 do chùa Bảo Quang tổ chức đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp. Xin kính chào quý vị.